Xin chào bạn, mình đang có ở đây là một chiếc bao da. Đặc biệt đây là một sản phẩm của Adidas dành cho iPhone 7 Plus. Thông tin từ nhà phân phối chính hãng của Adidas tại Việt Nam. Có hai màu là màu xanh với màu đen. Thương hiệu này thì có lẽ cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Nó đã quá là nổi tiếng với cái lĩnh vực thể thao rồi. Và bây giờ thì Adidas đã làm luôn phụ kiện cho những chiếc smartphone nổi tiếng và đây đặc biệt là 7 Plus. Đó, cái chiếc bao da này các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ngay cái đặc trưng của Adidas ở những cái đường kẻ chéo ở đây. Chất liệu da được ở đây là sử dụng da PU. Chất liệu da rất là đẹp với những cái đường may chỉ rất là chắc chắn ở cái cạnh viền này. Những cái điểm nhấn ở ba cái đường kẻ sọc này có lẽ cũng chẳng có cái thương hiệu nào có ngoài Adidas cả. Bên trong thì có rất nhiều những cái logo của Adidas được dập vào và cố định ở bên phải là một khung nhựa cứng với cái màu sắc là trùng luôn với màu da luôn. Bây giờ mình sẽ lắp lên chiếc iPhone 7 Plus này, rất là chính xác. Đó, rất là đẹp. Thực sự nếu bạn đang dùng một cái sản phẩm tương tự khác của Adidas thì sắm thêm một cái chiếc bao da như thế này thì rất là hợp lý, nó sẽ tạo thành một bộ sưu tập hoàn thiện. Cái cạnh viền được làm sần để mình cầm ở trên tay nó đỡ bị trơn. Mặt sau lưng thì bảo vệ tốt cho cái phần camera. Chiếc lưng này nó khá là mỏng, như bạn thấy này, nó rất là gọn gàng. Cầm trên tay nó vẫn rất là nhẹ nhàng. Và tất nhiên nó sẽ giúp bạn bảo vệ toàn diện mọi cái góc cạnh từ màn hình cho đến các cạnh của thân máy chống xước, cũng như trường hợp là mình để trong túi thì nó sẽ biết đỡ bị ảnh hưởng đến màn hình hơn. Và đây là cái phiên bản màu đen. Cái đường kẻ sọc của nó thì đều là cái đường màu trắng cả. Đó, cái khung nhựa thì cũng là màu đen. Và như vậy mình đã giới thiệu xong bạn chiếc bao da Adidas dành cho iPhone 7 Plus. Xin cảm ơn các bạn. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466 708 708 để đặt hàng. Lê Sang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam, hỗ trợ giao hàng, thu tiền COD tận nhà mà bạn không cần phải thanh toán trước bất cứ một chi phí nào. Cảm ơn các bạn!